Điện tử Cao Phong xin mến chào các bác. Xin chào khách hàng, đó là bác Giang. Địa chỉ là Điện lực Thoại Sơn, ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Và khách hàng đó là anh Danh. Địa chỉ là Hưng Định 1, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Điện tử Cao Phong test một bộ đôi hoàn hảo. Đó là một chiếc cục đẩy san xui, hàng bãi Nhật xịn, model là S6000. Và một chiếc Equalizer B3, model là EQ2231. Hai sản phẩm rất là chất lượng để gửi đến hai khách hàng. Đầu tiên là một chiếc cục đẩy san xui S6000, rất là đẹp luôn. Con này hai kênh, bảng tắp lô nằm cân đối chính giữa, volume chiết áp và logo san xui này, model S6000, mặt phay nhôm. Đấy, chất âm rất là hay, phối ghép với mọi cái cấu hình âm thanh để nghe nhạc và hát karaoke. Đó là một chiếc cục đẩy gửi đến Bắc Giang, ở tỉnh An Giang. Và chiếc lọc xì Equalizer B3. Model là EQ231, size 3U, 30 cần tinh chỉnh cho 3 cái giải check chung một bát, hai kênh các bác nhé. Đây là các cái volume chiết áp, nén số tăng tần số bát và tăng tần số check. Con này lọc âm cực kỳ sạch và hay, bộ đôi hoàn hảo gửi đến hai khách hàng, anh Danh ở Bình Dương. Sau đây Cao Phong sẽ nhích volume âm lượng để các bác cùng thẩm âm, tiếng cực kỳ hay. Và các cái cấu hình này các bác nhìn nhé, đây các cái cần check này Cao Phong đang hạ này, đang hạ gần như là thấp này, nâng lên không anh? Đó, nó lên rất là mạnh luôn này. Đó. Đó, đây em giảm đi để thu điện thoại các bác nhé. Đó. Hai dần này báo tín hiệu cực kỳ đẹp. Đó. Lọc xì Equalizer B3.